tiếp tục là dành cho các anh. Panasonic dòng size 27, trợ lực zin nha các bạn. Anh này bước qua dòng của Econavi đời cao luôn rồi. Tự tiết kiệm pin và đang sử dụng 5 số cho 5 tốc độ. Các bạn thấy chất xe còn liền lạc sáng. Dòng size 27 thì thường thì nó sẽ rơi vô 1m60 đến 1m8. Như cái cốc yên đó là 1m74 của mình. Đúng ra cái ghi đông mình sẽ lên xíu nữa, nhưng mà thôi, để vậy đạp vẫn được. Ghi đông không tăng là cái này nha các bạn. Nó đang hạ thấp hết cỡ. Đúng là lên khoảng tầm 3 phân nữa là hợp lý với cái chiều cao của mình. Và trợ lực zin là gì, 5 số là gì. Các bạn thấy mình đang khóa cổ nè. Mình để đồ nặng ha. Mình sẽ khóa nó lại cho nó giữ đứng một chỗ. Mở nó sẽ hết kêu. Chế độ đó cũng của Panasonic, thường là một là đá trống, hai là khóa cổ gió. Cái này gọi là khóa cổ gió, khóa gió. Vẫn của Shimano nha. Xe zin của nó. Về cân nặng thì mình 78kg, cao 1m74, dò tương đối được. Và khi cái điểm dừng cuối cùng của mình thì nó sẽ cũng có cách khoảng 15 phân. Nhưng mà cũng chưa hợp lý lắm. Đúng ra phải lên 3 phân nữa thì nó cách khoảng găng tay là hợp lý. Lên cao vậy một chút là hợp lý ha. Thì cũng cơ tùy theo cái chiều cao của người sử dụng nữa. Các bạn cân đối cho nó hợp lý. 5 số cho 5 tốc độ. Và xe đạp trợ lực là gì thì mình cũng sẽ giới thiệu lại từ đầu hết, cho những anh em mới tập làm quen, tìm hiểu thì hiểu hết được cái chức năng của chiếc xe. Các bạn thấy cái số 1, số 1 trên tay nè. Các bạn thấy đạp giống như không đạp ha. Tại vì thực chất cái này đi số 1 là cũng hợp lý nè. Mình đang đi ngược gió quá. Các bạn thấy đạp rất nhẹ, nhưng mà xe thì nó không thể nhanh được. Ngừng cái chân, lắc số 2, chân nặng hơn rồi đó. Lúc này xe sẽ nhanh hơn. Tiếp tục 3, nặng nữa và xe sẽ được đi nhanh nữa. Ồ, gió đạp hết nổi luôn. 4, nặng nữa. Thì các bạn càng nặng thì xe sẽ đi càng nhanh. Nó là vậy thôi. Giống như lip đề mình thôi. Đâm. Nặng gì giống chân luôn rồi đó. Do mình đạp ngược gió nó rất là nặng. Mình sẽ đi xuôi gió nè. Khác cái giò liền. Nó nhẹ hẳn cái giò. Và tùy theo cái tình trạng sức khỏe và tùy theo cái địa hình, các bạn muốn đi nhanh, đi chậm, đi nặng, đi nhẹ, tùy. 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4 và 5. Cái sự tua chừng nó khác. 4, 3, 2, 1. Rồi ha, cái sự khác nhau giữa cái phần clip số này là do mình là chuyên nghiệp rồi. Mình đạp không biết bao nhiêu chiếc xe rồi. Mình không cần dừng chân ha. Nhưng mà các bạn nên dừng lại nghiệp nghỉ vậy. Vô số thì nó an toàn hơn. Vậy thôi. Đó là phần cơ không, chưa có điện đóm. Và mình để một cái số trung bình thôi. Số 3 là cái số trung bình chân. Nữ nam gì cũng đạp được. Già trẻ bé lớn gì cũng có thể đạp được. Để mình vô công viên mình test về cái bộ phận máy của nó. Gió quá, chuẩn bị chuyển mưa. Mở máy.
đạp. Các bạn thấy cái dòng tua chân nó bắt đầu nó nhẹ hẳn luôn, nhẹ cực kỳ nhẹ luôn, máy đẩy á, nhưng mà các bạn không nhìn được đâu, mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy. Do qua video các bạn không hình dung được cái máy đẩy. Số 3 ha, tắt máy. Chiếc xe đạp bình thường đúng không? Đạp căn bản thì cái quán đánh của nó không có đi được, nhưng mà khi mở máy thì nó như thế nào. Dẫn số 3 đó, các bạn hãy tự động nó cuốn cái xe đi, và khi đạp nè, một lực xuống bàn đạp tự động nó cuốn cái xe mình đi, nó đẩy mình về phía trước, thì đó gọi là chờ lực. Nhấn bàn đạp xuống cái tự động xe nó ụt về phía trước, ụt về phía trước, và tùy độ mạnh đẩy yếu là do bộ phận khiển trên xe. Nhưng mà các bạn chỉ hình dung về trợ lực trước cái đó. Trợ lực là cái gì cái đó? Tắt máy, trở về xe đạp thường lại. Test cho các bạn cảm nhận lần nữa. Và khi leo cỏ kiểu này thì mình gần như mình đạp đâu có nổi. Phải gồng người lên, xuống gần như toàn bộ sức xuống cái bàn đạp để leo cỏ những cái địa hình khó đó. Nhưng mà khi mở máy thì nó khác nhau cái gì, qua video thì các bạn cái cách test cái này rất hiệu quả đó, các bạn dễ hình dung lắm. Mở máy ha, nhấn đó, các bạn thấy xe đẩy không, nhấn ba đạp là đi qua được liền. Đó là do xe nó cuốn mình đi, chứ không phải tự nhiên cái xe nó một cái lực lớn như vậy xuống bằng đạp thì không thể nào đạp nổi nó đâu. Vẫn là cái địa hình cỏ này dày nè, các bạn thấy lúc này mình gần như không dùng sức luôn, nhá lên cái bàn đạp tự động xe đi rồi, không có phải giống như hồi nãy là dồn hết cả cái lực người xuống bàn đạp. Khi đường trường đạp nó ụt về phía trước, đạp nó ụt về phía trước. Nhưng mà cái số 3 hồi nãy là trung bình, nhưng mà bây giờ máy đẩy không cảm giác miếng chân nào hết. Một là các bạn tăng số 5, số 4, số 5 thì tùy, để các bạn đi nhanh, đi tốc độ. Cái số 5 hồi nãy nó nặng gì đúng không, thì bây giờ nó mới chỉ trung bình của chân mình, mới chỉ trung bình. Và xe sẽ là lướt nhanh nhất ở chế độ này, máy mạnh nhất, số nặng nhất, lướt nhanh nhất. Các bạn hình dung ha, cũng đơn giản chứ không có gì phức tạp. Rồi các bạn thấy nguyên tắc của cái đó, tự nó nhảy, tự nó trả. Rồi muốn cho đứng yên nè, đưa vô ngầm ha, lắc nhẹ cái rồi tự nó khóa cổ rồi đó. Đó là chức năng của khóa cổ của nó. Các bạn thấy mình lướt dòng chiếc xe này cho các bạn hình dung đánh giá được giá trị của sản phẩm. Nhiều anh chị em bắt mình đánh giá sản phẩm xe này mới bao nhiêu phần trăm, mình không đánh giá ha, tự đánh giá cho mình cái. Một hồi mình sẽ vô chi tiết từng món nữa, tại vì cái con mắt nhà nghề của mình nó đánh giá sản phẩm theo kiểu khác. Các bạn đánh giá sản phẩm theo kiểu khác, mà mình đánh giá riết rồi mình không buồn đánh giá nữa, nó quá nhiều các bạn. Trên YouTube mình hiện tại giờ mình đã từng đăng là 600 mấy chiếc rồi, chưa kể khách hàng vô mua nữa. Cái lượng mua nó còn nhiều hơn lượng đăng YouTube. Các bạn tính trung bình 1/3 thôi, quá nhiều không thể nào đánh giá sản phẩm riết. Có lần thuốc nhìn những chiếc xe vậy thì các bạn thấy ôi sướng quá, đã quá, nhìn đã quá, đẹp quá. Thực chất đối với mình, đối với cái thằng bán như mình đó, nó không cảm giác gì chiếc xe nữa các bạn. Ngày nào nó cũng gặp quá trời gặp năm này qua tháng nọ. Cặp ô tai zin của Panasonic. Càng thắng nhôm. Vàng ghi đông môn tăng nhôm.
mình thì đánh giá theo cái độ mới, độ zin nó khác. Chuông và bộ phận số nè, nhanh chậm nặng nhẹ này, bên đây vẫn vậy, vẫn bao tài zin càng thắng nhôm. Và trong chiếc xe này sẽ là đồ zin toàn tập, đồ zin toàn bộ hết từ trên xuống dưới, riêng cái rổ này vẫn là rổ mới nha. Và các bạn thấy ít bây giờ mình có được cái rổ zin lắm, rổ zin mình không có được, tại vì vô công nó rùm ra, nó phiền phức lắm. Rồi tiếp theo sẽ là đèn phía trước, các bạn thấy một cái đèn 6 led của Panasonic mới chát, vỏ ruột zin, cặp vỏ nè, ga gió thì đều nó mới gần rụng thôi, nó cũng còn thỉnh thoảng mà đầu đầu nó mềm rồi nè, nó mềm mà nó muốn rụng rồi. Bộ phần ga gió, vỏ ruột zin của Panasonic luôn. Và cái càng thắng nhôm, niền thép khung rỉ của Panasonic và cam inox đùm trước. Và cái miếng đen này là cái miếng đen sẽ báo được tổng đoạn đường các bạn đi được ha. Ở trên đó một hồi mình sẽ giới thiệu phần khiển, nó sẽ báo được tổng đoạn đường các bạn đi được, cái hàng trong một tháng các bạn đi được bao nhiêu, hay từ nhà đến trường các bạn đi được bao nhiêu, các bạn sẽ đếm được qua cái bộ phận này. À, cọng dây chưa cắt nha. Và các bạn thấy là Panasonic thường là khung sườn thép, 90% là khung sườn thép, 10% còn lại là khung sườn nhôm thôi, đa phần là khung sườn thép hết. Và cái âm thanh cạch 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 đó là do cái bộ phận khóa cổ của nó gây ra, nó tạo nên à, nhưng không gãy nha các bạn, của Shimano. Nó có một cái lẫy ở trên cái cổ chén đó, nó sẽ là cái lồng vòng tròn 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 nhiều lắm, nó sẽ có một cái lẫy, nó chạy lên, nó đẩy lên, nó sẽ gài lại cái cổ. Nhưng mà khi các bạn đẩy nó chạy vòng để tạo ra âm thanh đó, chứ nó không gãy cổ được. Về nóc, mình đánh giá sản phẩm là mình đánh giá như những sản phẩm như vậy, còn mới đồ liền lạc, mới đều liền lạc hết, đồ zin gần như 90%, 95%, thì những sản phẩm đó thì mình đánh giá từ khá đến xuất sắc. Còn những anh chị em ơi, mày cái dè này dày mà mày kêu xe mới 90% hả, bắt đầu quay qua cự cãi nhau. Cái dè dày mà mày quay qua mày đánh giá là 90% độ mới đó, các bạn thấy nó nhiều cái khách hàng nó chớ chiêu lắm, đâm ra mình cho nó thôi, tự các anh các chị đánh giá sản phẩm giùm mình đi, mình không đánh giá. Đồ cũ đồ bãi mà gần như hoàn thiện 90-95% thì giống như là nó gần như xe mới đó các bạn, đâm ra mình không bao giờ đánh giá kiểu đó hết. Panasonic, cái bàn đạp của nó như cái bàn đạp này thì mình gọi là đẹp nè các bạn thấy không, cái độ mòn của nó không có, nó bị chày vẫn bị chày ha, nhưng cái độ mòn nó không có, nó còn chữ, nó còn sắc nét. Thì theo cái người bán thì người ta nhìn vô người ta sẽ chuyên nghiệp, người ta đánh giá nó kiểu khác các bạn. Giò nhôm, dàn nhựa và lốc máy nhôm. Cốp yên nhôm, các bạn tăng chỉnh chiều cao được qua cái này. Và thích nhất trong xe này mình phải nói là tâm đắc nhất là cái yên của Panasonic. Cái yên này thường các bạn thấy gần 90% luôn là thường là rách không, đa phần rách không, ít bây giờ được cái da zin của nó còn được cái da zin vậy, ít lắm, ít gặp. Ba ga về sau về nóc. Và tiếp theo nữa là mẫn một bộ cảm ứng khi thiếu ánh sáng nè, đủ ánh sáng tự tắt, có nghĩa là trong đêm nó mới nháy thôi, khi các bạn chạy trong đêm nó mới nháy thôi. Niền 27138 của Panasonic,
Brayza thì thường đa phần là của Panasonic, nền thép không rỉ các bạn, cầm inox. Những anh này thì bắt buộc phải xài thắng bi hết rồi, ước qua tầm cao hết rồi, xài thắng bi hết rồi. Bộ thắng bi của Shimano nó bấu bằng 6 yên bi trong đó, không phải thay bộ thắng ha, cứ xài vậy hoài thôi. Nhưng mà nó cũng có những cái điểm để các bạn vệ sinh nó nè, các bạn khẩy cái miếng nhựa đen ra, dầu hôi các bạn đẩy vô vệ sinh nó, đó là vệ sinh trên xe đó, cho rớt đất cát rớt ra, rồi thêm miếng nhớt nhẹ vô thôi, nhẹ thật nhẹ vô thôi, để cho cái độ trơn tru của bi thôi, chứ không nhiều, nhiều là nó trơn luôn. Còn muốn kỹ nữa thì bắt buộc phải rã bánh xe ra, lấy nguyên cái này ra. Và cái bài viết mà vệ sinh bố thắng thì mình cũng đã hướng dẫn anh em trên YouTube luôn rồi. Dàn chân trống, ổ khóa zin của Panasonic, và bộ đùm 5 số của Shimano Intel 5 các bạn nè. Nó sẽ có Inter 3, Inter 5 và Inter 8, có nghĩa là 3 số, 5 số, 8 số. Và các bạn thấy cái nhục cái bộ thắng đùm 5 số thì nó là tầm trung thôi. Cái đùm 8 số nó bự nữa, bự lắm. 5 số, 8 số. Và hình như Panasonic là hình như có đúng một dòng là 8 số thôi, còn bao nhiêu là 5 số, 3 số là nhiều. 3 số là chiếm nhưng gần như là 50%. Còn 5 số này chiếm 30% và 8 số chỉ chiếm được 20% thôi. Cái tỷ lệ đó các bạn. Xe trên thị trường mà mình đã gặp á. Cái sợi sên các bạn thấy đã không? Bộ bánh tăng đề cũng vậy. Và gạt T 27. Các bạn thấy một cái điểm dài, nó rất là dài. Và đây là một cái điểm nối giữa nhựa đen và nhựa trong. Đa phần là các bạn thấy gãy ở đây. Gãy cái điểm này, hai cái điểm này nó nối lại, nó hay gãy ở đây. Con này cũng chưa gãy, và nếu gãy thì mình cũng đã báo và mình cũng phải chấp nhận thôi. Thực chất là đồ zin mà. Nhiều cái nó còn thì mình phải mừng, và nhiều cái nó không còn thì phải hàng đắp giá lại, cũng phải chịu chứ không có đồ mới được các bạn. Các bạn thấy dàn đồ còn sáng. Giò nhôm, và tiếp theo một bàn đạp zin của Bana. Nhưng mình đánh giá kiểu con mắt nhà nghề của mình khác. Vỏ sau vẫn là vỏ của Panasonic, vỏ ruột zin. Quan trọng nhất như mình nói rồi, pin sạc. Các bạn muốn lấy được cục pin nè, nhấn cái nút này vô, cứng ngắt đúng không, nhấn kéo xuống rất là nhẹ, nhưng mà khi các bạn bẫy vậy các bạn không bao giờ được đó. Nhấn lấy cái chìa mới cho được mở được cái ổ khóa khóa pin. Ở trong cục pin này, trong cái vỏ pin này nè, cái cục mình đang cầm nè, ở trong ruột nó là một cục 13 ampe. 13 ampe này nếu các bạn đập trung bình, các bạn cái tải các bạn khoảng 55-60 kg, 13 ampe này cho các bạn phải từ 35-40 cây số một lần sạc. Nó tùy thuộc theo cái tải của người lái nè, cái địa hình của người chạy nè, và cái tốc độ, tốc cái số trên tay á, nó sẽ lại thuộc cái ba vấn đề đó, và nó sẽ cho được các bạn được tốc độ km đi sẽ đi được của cục pin. Thì trung bình nó khoảng tầm 35 cây đổ lên. Từ 35 cây đổ lên. Để mình tắt cái điện thoại cái. Mới 100%. Trong cái trục này sẽ là một khối xanh như vậy nè. Mới 100%. Bảo hành đến 6 tháng lần nha các bạn.
Đây, ngày giờ bảo hành trên pin cũng đã ghi. Anh chị em có thể xách nguyên bộ cơm lê vậy đi sạc. Sạc bằng adapter điện 220. Các bạn sạc bất cứ nơi đâu có điện là các bạn sạc. Đa phần là mấy anh đi làm thì mấy anh hay vô sạc ké trong công ty. Rồi, bộ vậy là các bạn sạc được rồi đó. Các anh hay sạc ké trong công ty, chiều các anh xách pin của anh đi về mấy anh sạc. Còn các bé thì đi học thì cứ vô trường sạc. Anh em chung cư cũng vậy, thích những cái kiểu như vậy. Còn nhà rộng thì không cần phải tháo ra tháo vô làm gì hết, để trên xe sạc luôn, kéo dây điện tới sạc luôn. Rất tiện dụng dòng này. Đèn bộ phận này thì nó sẽ đã báo được phần trăm pin ha. Cái dòng khiển của Econavi, các bạn thấy chữ Econavi là nó bước qua toàn đời cao không? Nó là đời cao nhất là tới nó, là tới con này. Có nghĩa là đúng chiếc xe này thua đúng một đời xe nó thôi nha các bạn. Bởi vậy mình hay gọi nó là xe đời cao là nó đó. Bước qua Econavi hết là tự tiết kiệm pin hết. Đèn phía trước tắt. Nó giống như các bạn hình dung chữ Econavi này, nó giống như cái dòng tiết kiệm xăng của mình, dòng FI của mình của xe máy y hệt vậy thôi chứ không có khác gì đâu. Tự tiết kiệm pin, xuống là bắt đầu nhảy xanh nè, bắt đầu tiết kiệm pin này đó, xuống nữa bên đây sẽ là phần trăm pin, cục pin này còn 60%. Sáng quá hả, đây cục pin này còn 60%, còn này là tốc độ máy đẩy mất. Tiết kiệm pin 60% pin và km sẽ đi được, nó sẽ đếm được nè, và kilo calo đốt được trong km đó. Mình không cần, các bạn đừng quan tâm, các bạn chỉ quan tâm về phần trăm pin thôi, để khi các bạn gần còn 10% các bạn lo sạc là đúng kỹ thuật. Còn đừng quan tâm nó km đi được rồi, mới mua thì để ý đó, nhưng mà vài bữa thì không để ý nữa. Rồi kilo calo đốt được không quan tâm vấn đề đó. Vấn đề quan tâm nhất là pin nó còn để biết mà hết để mà sạc, cũng là vậy thôi. Rồi thôi, mọi tư vấn gì đó thì các bạn liên hệ dùm số điện thoại 0909 77 5445. Cái video này mình cam kết anh em là xe zin, bộ phận trên người nó là zin toàn tập, cái rổ đen phía trước là đồ mới. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video.